Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng Nhật Bãi. Lần này mình giới thiệu với anh em về cái bộ combo 7 cây móc chuyên dụng để anh em ta đóng nẹp cố định gỗ. Trong quá trình anh em ta cần cưa gỗ hay là để làm các chi tiết gì mộc mà giữ cố định gỗ thì sử dụng cái đinh móc chữ U này. Đây là cái bộ đinh nó làm từ thép của Nhật nên là cái độ cứng của nó rất là cao, chịu dẻo tốt. Nó có nhiều cây móc móc đinh rất là lạ độc. Như cây lớn này thì nó vừa đóng nó vừa nạy này, mình không hiểu cái thiết kế nó làm cái gì. Thì còn những cái đinh nhỏ này thì móc chữ U này thì quá thông dụng rồi, anh em đóng nó nẹp cố định gỗ thì sử dụng cái đinh móc này trong quá trình cưa hay là cắt xẻ gì đó, cần làm chi tiết gì ngành mộc thì hay sử dụng cái đinh móc nhỏ như thế này. Thì tổng thể thì kích thước của nó 6 cây này thì nó dài là 10 phân. Riêng hai cây lớn này một cây nó dài là 20 phân. Một cây nó dài 30 phân. Thì anh em nào làm nghề mộc thì biết sử dụng những cái cây này. Thì mình bán nguyên bộ combo gồm 8 cây móc chuyên dụng để anh em đóng cố định gỗ này với giá là chỉ có 200 ngàn chưa phí vận chuyển cho anh em mua về xài. Anh em nào bên làm nghề mộc có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình, chỉ giá 200 ngàn chưa phí vận chuyển. Rồi anh em nào quan tâm bộ combo 8 cái đinh móc này thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.